Sáng ngày 24 tháng 10, huyện ủy Đông Triều, trường chính trị Nguyễn Văn Cử đã tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính C153. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã đến dự và chỉ đạo. Lớp C153 có 108 học viên là hiệu trưởng, hiệu phó và cán bộ của phòng giáo dục đào tạo huyện. Sau hơn một năm học tập, từ ngày 4 tháng 7 năm 2012 đến tháng 10 năm 2013, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, công tác xây dựng đảng. Trong quá trình học tập, các học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, tuân thủ kỷ luật chung, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của trường, của lớp. Kết thúc khóa học, 100% học viên của lớp xếp loại khá, giỏi. Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã biểu dương thành tích học tập của học viên, tinh thần trách nhiệm của giảng viên và sự phối hợp chặt chẽ của trường chính trị Nguyễn Văn Cử và huyện ủy Đông Triều trong quá trình giảng dạy cũng như quản lý học viên. Đồng chí mong muốn các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tiễn để đạt được chất lượng hiệu quả tốt nhất trong công tác.